Rồi hai lời nói đầu tiên là cho em gửi lời chào tất cả các anh chị em anh chị cũng như là chúc sức khỏe với tất cả các anh chị ha. Bình thường mấy anh chị điện em hỏi kiếm mấy bệnh su sáu quá trời, mấy anh chị su sáu với su bảy gửi quá trời ha. Giờ hàng quá nó không có rồi, đồ đạc cũng không có mấy anh chị ơi. Nói chung thì hôm nay là em quặng hết trơn rồi, em gom hết trơn nhà ra luôn thì được tổng cộng thì được có 10 bình thôi mấy anh chị đó. Thì ở đây là bình bên em bán mấy anh chị, là em bán thứ nhất là em bao cho mấy anh chị là không gãy kim gió, không gãy kim xăng ha. Nói chung là trên video em sẽ quay gõ hết từng bình cho mấy anh chị ha. Em sẽ tháo ra thử cho mấy anh chị coi hết ha mấy anh chị. Đó, tránh trường hợp mấy anh chị nói về gãy kim gió, kim xăng đồ thì không chỉnh được ha. Đó, với thứ hai là ở đây em có được một bình 231, duy nhất một bình thôi mấy anh chị, không có nhiều ha. Đó, còn lại thì có 9 bình 181. Đó, thì đẹp xấu thì có giá hết ha mấy anh chị. Như 4 con này á thì là 400 một bình ha. 3 con này thì 450 một bình. Còn hai con này thì 550 một bình hả mấy anh chị. Nó bình này thì bình nó quá đẹp rồi, mình không nói tới đi ha. Rồi, đầu tiên là em quay cho mấy anh chị cái bình 231 hả mấy anh chị. Đó, bình này là bình 231 ha. Bình này của 7 người gửi hả mấy anh chị. Đó, đây. Bình 7 người gửi ha. Đó, bình này thì mấy anh chị coi nè. Chưa giấu vậy chứ ha, chưa đút có dấu chìa khóa nào hết hả mấy anh chị. Rồi. Có một mình quay nó hơi khó mấy anh chị thông cảm ha. Đây. Dặn thoải mái ha. Đó. Có lo em anh chị. Đây. Rồi, ok ha. Bình này thì em giao giá là 450.000 em anh chị. Đó, 450.000 ha. Đó, bình này là bình số 1 em anh chị. Đây. Đây nhìn chị nhìn nè ha. Đó. Đầy đủ ha, không gãy bể gì hết trơn em anh chị. Nói chung thì cái bình xăng con này nó cũng không có gì là khó khăn hết ha. Mình về mình xúc rửa sạch sẽ thì gắn vô là chạy thôi em anh chị. Đó. Mình xả gió này ra hết ha. Gắn vô mình xả gió ra hết, rồi mình giật chạy, rồi mình siết gió từ từ vô là xong rồi ha. Nó không có gì khó khăn hết ha mấy anh chị. Quan trọng là nó không gãy không bể rồi ha. Đó. Rồi, bình số 1 này là của Mitsu 7 rưỡi, duy nhất một bình ha. 450 ngàn. Bao cho mấy anh chị không gãy bể gì ha mấy anh chị. Rồi, một bình. Tiếp tiếp là bình này bình số 2, là bình của Mitsu 6 ha mấy anh chị. Bình này thì nó có cái đồ, cái cây này mình rút ra mình xả xăng ha. Đó, cái ly đó nè. Bình này thì tình trạng còn khá là đẹp ha mấy anh chị. Đó anh chị nhìn nè, mấy con này là không có vụ gãy bể hết trơn mấy anh chị đâu. Em giao là không có vụ mà nó gãy nó bể đây luôn á mấy anh chị. Đó anh chị nhìn nè, còn nguyên thinh hết ha. Đó, còn đây nè, kim gió, kim xăng để em sẽ dặn ra cho mấy anh chị xem ha. Đây. Đó, cho mấy anh chị coi từng bình cho nó dễ mấy anh chị. Đó anh chị thấy không nè, quắc ha. Mấy anh chị nào xem video thì nó hơi chậm mấy anh chị, anh chị thông cảm nha. Đó. Đây là kim xăng ha mấy anh chị. Kim xăng trắng, hai co kim xăng trắng ha. Đó, ngon lành ha, nè anh chị đâu. Đó, không gãy không bể ha. Rồi, bình này 400 ngàn ha mấy anh chị. Đó, đầy đủ hết ha. Không gãy bể bất cứ thứ gì hết, hai cho kim xăng trắng ha. Kế tiếp là cái bình số 3. Giá thì cũng là 400 ngàn luôn ha. Anh chị nào chốt trước được bình nào thì em giao trước bình đó ha mấy anh chị. Đó, đây. Vậy này nè, không gãy bể gì hết ha, không có mòn bể gì trơn ha mấy anh chị. Bình thì không có cái trường hợp mà bị nước, bị bọng gì trơn ha mấy anh chị. Đó. Có bình này thì còn đẹp mấy anh chị. Quá đẹp luôn ha, nó. Ok hết thấy mấy anh chị. Đó. Đây. Đó, ok hết ha. Kế tiếp là cái bình trên đây là bình số 4 mấy anh chị. Bình này thì nó còn keng lắm anh chị ơi. Đó, chưa vệ sinh thôi, chưa rửa gáy thôi. Trời ơi, nó mới nè anh chị nhìn nè. Ba cái xăng Nhật mà nó còn thấy mấy anh chị, quá đẹp luôn ha. Đó, đầy đủ hết mấy anh chị nè, thấy không? Đó, quá đẹp luôn. Rồi. Sẽ mở thử cho mấy anh chị coi ha. Bình này cặp co nó còn vàng khè hả mấy anh chị. Đó. Đó anh chị thấy không? Ha, ok ha. Đó anh chị thấy không? Ok hết hả mấy anh chị. 400 ngàn. Tuy thì nói chung nó cũng như nhau thôi, nhưng mà mình
em sẽ quay từng bình cho mấy anh chị xem, cho mấy anh chị nói chung anh chị nào có thiện cảm thích cái bình nào đó thì liên hệ em ha. Đây một bình nữa mấy anh chị. Đó, bình này đẹp mấy anh chị ơi, trong trắng tư rồi mấy anh chị. Cái này là nó bị ấy thôi ha anh chị, chà rửa tay là cũng sạch ha, trắng tư rồi. Hai co, cặp co này còn vàng hết mấy anh chị. Co này đẹp rồi. Đó. Ha. Ok hết hết mấy anh chị. Rồi. Ok, kế tiếp là bình đây. Em lên bình số 6 ha. Tại ba bình này là nó bằng giá 450 ngàn hết mấy anh chị. Đó, tại sao lý do tại sao mắc hơn ha. Bình này còn đỉnh mấy anh chị ha. Thứ nhất bình này đẹp lắm anh chị. Bình này cái bình em đang cầm trên tay là bình này nếu mà anh chị rửa ra là bao đẹp luôn nè. Đó, bình này là xuất sắc nhất trong chắc ba bình này rồi. Trong lô 3450 này bình này là đẹp nhất rồi. Chỉ có cái chỗ này thì đa bằng cái này về anh chị là cũng phải bỏ thôi. Về anh chị phải thay cái tay bộ thùng vuông vô hết rồi ha. Anh chị nhìn nó đít nó mới nè anh chị. Mới xuất sắc luôn ha. Quá đỉnh. Ok hết ha. Ok hết ha mấy anh chị. Bán thì nói chung mình thử gì đi mấy anh chị ơi, cho nó dễ ha. Tránh trường hợp về mà anh chị dặn không ra được cây kim á, gãy bể rồi nó bỏ phải bỏ bình nó hủ lắm ha. Đặng em sẽ thử từng bình hết cho mấy anh chị cho dễ ha. Rồi, kế tiếp là đây em có đi một bình nữa mấy anh chị. 450 ngàn. Bình số 7 ha. Ôi, quá đẹp ha mấy anh chị đâu. Mấy cái bình loại này 450 này là phải nó đẹp xuất sắc luôn nha. Đó. Bình này là bình số 8 nha anh chị. Mới tôn mấy anh chị ơi, còn mới dữ lắm hả mấy anh chị. Đó anh chị nhìn nè. Đó, ok hết ha. Đó, ok hết hả mấy anh chị. Rất là ok, rất là ngon ha. Rồi, bên đây có cặp bình bên đây, tại sao nó mắc hay mấy anh chị nhìn nè. Bình bên đây nó đẹp lắm anh chị ơi, đỉnh luôn anh chị. Bình này bình số 9 em anh chị. Đây còn bình này bình số 10 ha. Anh chị nhìn nè, mấy bình này thì mình khỏi phải suy nghĩ anh chị, nó đẹp lắm, có bọng vàng thè, cái đĩa đẹp mà quýt luôn. Ồ nó đẹp anh chị ơi, quá đã ha. Rồi anh chị nào ưng được bình nào liên hệ em hả anh chị. Rồi em chúc anh chị có một ngày mới tốt lành ha. Tất cả giá trên là em chưa bao gồm phí vận chuyển hả anh chị. Một còn một bình gì thì tiền ship dao động tầm 30 ngàn một bình hả anh chị. Rồi chào anh chị ha.